Đi cái gói 100 này trước đi. Yo, yo nè. Cảm ơn Ngô Ngọc Sơn donate 6789. Đang sẽ hạnh phúc to. Ok em ơi. Đó là rạch. Ôi giời ơi. Rạch mà. Tiếp nè. Uầy. Uầy 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 uầy. Ui, ui, quả Manini đẹp trai nhất vịnh Bắc Bộ. nhìn quả tóc này mê nhở các ông nhở. Đẹp trai đéo chịu được. Nhưng mà mùa này thấy có vẻ là thiên về LB hơn là đá CB. Ồ, CB 111 à. LB 104, CB 105. Mình thì mình thích mấy cầu thủ được tóc tai đẹp đá vậy đi. Kiểu phải đẹp trai đá mới thích. Nào lấy vía Cantona. Đấy rồi. Ây à, Eto. Cái giày đấy rồi, trời ơi. Chả hiểu sao luôn ạ. Chết tịt. Ủa, từ từ nhá, có phải anh ấy mua trong store không hay là mình quay vào được nhỉ? Ô, tôi quay được tận 2 gói cơ. Ảo vậy, 2 gói chứ không phải là 1 gói nha. Uầy, mốc 500 nào có mốc 500 nào. Nó là gói ôm, là quay ra được. Uầy, không cần xem lịch sử, chắc chắn luôn. Chắc chắn là mình quay ra được. Thế mà không quay được cái icon nhỉ? Được, được này. Anh em dự đoán đi. Xác suất ra rô chỉ có cũng 5% thôi anh em ạ. Trời ơi. Nhưng thôi mình sẽ dồn may mắn và kèo sau đi. Ồ, ma quỷ nhỏ. Cũng được. 108. Ai chê? Chê làm gì? Là rô đồ đến một cổ đừng có mõm. Trời ơi. Ma quỷ nhỏ. Rồi. Úi giời ơi, double ma quỷ nhỏ. Mà đéo hiểu luôn. Úi giời ơi. Thích hai luôn mà. Thôi làm được nhốt đường nha, nó chê. Phải chấm chê. Qua cho hai con chê. Đây đây, cho ma quỷ nhốt vào để nó sao nó ra được xiên ba cho nó dễ. Đỡ phải viết tên nhỉ. Hề, nó như kiểu gói chỉ định vậy. Yo. Ô, Cancute à? Cancute được 109 nha. Được này. Cante 8370. Cante đẹp trai. Giờ chúng ta đến gói 90 đi. Gói 90 thì nãy tôi lấy xen kẽ một cái icon 109 với một gói 90. Mùa hot Sơn Lác, một cầu thủ của Man U, cũng là một tiền đạo của Man U 110 à. Trông ảo ấy nhở. Đúng không vậy? Sơn Lác thì cũng là một trong những kèo mà mình từng nhảy bậc lên cộng 6 ấy. Rất đáng nhớ. Tôi dự ra một tiền vệ trung tâm, một CM với lại một L đúc. Hai gói. À, đây là... Ôi dồi ôi, một lờ đúc. Ôi Yamajan. Quái trưởng ạ. À, tiếp nè. Fred đá cam á. Fred đá chỗ đéo nào cũng được em ạ. Rồi tiếp theo. Ý à, Belotti. Đây là một tiền đạo 109 này. Được. 9.020. Ê, đoạn cuối. Hay không quá. Ôi sao tôi xem lại cái clip của ông post trên group ấy. Hôm qua tôi hét to thế. Mấy hàng xóm có tưởng con gì hét không.
Về căn bản là hiện tại tôi vẫn chưa được chốt được màu phòng. Tôi đang bị phân vân giữa màu xám khói cho nó đẹp, hoặc là màu xanh đậm, lấy tông màu của FIFA 4 luôn. Tại vì game mình like là game FIFA 4, mình đang phân vân giữa hai cái màu đấy. Màu xanh đậm cũng được, cái là nó đang hợp mệnh anh em ạ. Mình chưa chốt được luôn á. 20 tỷ build PSG, 20 tỷ em cầm em build gì cũng được mà, tùy theo sở thích của mình thôi. Xanh đậm. Cái gì mà hồng cánh sen xin đấy. Odegaard. Odegaard chắc lần này nên chỉ số còn gì nữa. Làm thêm một tấm poster Mikami nữa. Màu xám khói thì sẽ làm đèn led nó đẹp hơn đấy. Thì chỗ mấy con mô hình kia mình sẽ áp thêm cái nút cao quang nữa, đèn led nữa. Đó, Gerard Piqué. Nào, mở. Rồi, LH On. Giày đen, không phải giày đen số 4 à? Mình cứ lấy Totti cho nó chắc kèo đi. Thế này dở hơi ấy. Đây, chúng ta sẽ quẩy hai gói này trước nhá. Tên này thì xếp theo tên đi. Để A đầu Z cuối đi. Nào, qua mình mở gói này thì cũng không được ngon cho lắm. Ngon nhất là được Sergio Ramos. Nào. Ui, Marega. Phải LB Sanusi. Ây da, cái gì mà tốc độ 117 vậy? Uầy, khó nhờ. Z là ông này ở cuối cùng luôn. Trời ơi. Ê, cái tên này nó sẽ nằm ở giữa một cái cuối rồi. Bịt. Từ Hà Lan được bao nhiêu? Ôi trời ơi! Dễ! Ui! Cái gì 116 vậy? Ui! Hà Lan này chiến nha! Ôi! Mê! Đã vậy? 116. Trời ơi. Uầy, bán được nha. Sao gốc 101. Ma tốc độ với lại tránh sai chân thuận. Chân 53 cũng đỡ tù hơn chân phải rồi. Rồi xong. Ồ, trước quả đề pay này của anh Bình chiến phết. Rồi, đây là gói đầu tiên. Mở. Coutinho. Và đó là 113. Đây rồi. Sư và phôi chất lượng. Coutinho 19U cộng 8 đẹp nhờ. Gói 1 từ 113 lên đây. Gói thứ 2. Con này chắc là 100 luôn. Nhẹ nhẹ vậy. Quên mất. Thề đéo hiểu. Ui, hôm nay Bình mở đỏ nhờ. Tính ra kèo trước là 101, hôm nay là 102 ạ. Ui, đỏ anh ơi. Mình đang bảo trong đầu là mình đang chạy mà. Ui, nói 19 là ngon thì phải. Yeah. Phôi chất lượng.